Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Minh Sơn Thạch. Hello chào các bạn mà này. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Văn Lộc Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì sau những cái ngày hành trình là anh em mình đưa bác chủ vườn xoài đi khám về các bạn, thì hôm qua là anh em mình cũng có mua con cá mú các bạn, con cá mú vàng là trị giá là 30 cân, gần 30 cân. Đấy là hôm nay sẽ đưa lên chỗ nông trại bốn bản làng đây là sẽ nấu ăn cho mọi người thưởng thức. Mà chắc là bây giờ là mình cùng gọi chị này là thường xuyên nấu bột ngô đấy các bạn. Thì giờ mình mà mở ra chắc không bao giờ nhìn thấy đâu. Cái giá trị nó cũng cao đấy các bạn, nhưng mà ở bên này thì nó cũng rẻ. Đó chẳng qua là anh em mình đi gặp được ở biển là mua rẻ hơn, chứ anh em mình mua thành phố ấy cũng rất là đắt chứ không phải là rẻ đâu. Thực tế con cá này mà ở Việt Nam là cũng một mớ tiền lớn đấy. Đấy. Đâu. Có mẹ tôi đúng anh? Obrigada. Bom tá trabalhando? Sim, tá trabalhando. Ok, agora ainda não cozinha? Não. Ok, tá bom. Hoje vou fazer uma coisa de cru fresca. Sim. Esse aqui todo mundo só sempre come coisa de base, tipo base seca, né? Só, né? Sim. Nunca come, só quando eu te falei cedo no dia, né? Sim. Sempre só come o quê? Bem seco. Seco, né? Đấy, ở đây người dân là chủ yếu là ăn cá bằng hai ngón tay, cái này là cũng ok lắm đấy các bạn. Gọi là một cái những gia đình có điều kiện là như vậy rồi, nhưng ở trong bản, trong mấy bản trong kia thì làm gì có đến cá khô cũng chết thấy. Cùng cá khô là cùng có đôi nhà mới có ăn đấy các bạn, không phải là nhà không có đâu. Mà giả sử cũng có cá tươi mà lên đây là thì cũng vừa hỏng em. Đấy, đúng rồi, vì họ mua cá tươi thì họ cũng mổ ra họ phơi thôi. Nhưng bây giờ là cả cái con cá này là anh em mình mua hôm qua nha các bạn. Đấy thì tí nữa sẽ là không có cái nồi nào vừa cái đấy đâu. Phải bỏ thùng phí thì mới ra vừa. Nhưng mà anh em mình sẽ không làm thế các bạn, anh em mình sẽ hấp. Vì hôm nay cũng dứa cũng chưa có rau cải ngoài kia cũng là tốt, mới nó còn hơi non. Thế thì hôm nữa thì anh em mình mới là hái vào để muối dứa. Thì tí nữa anh em mình sẽ cắt đôi con cá này ra, sẽ cắt riêng một khúc, nhưng mà ở giữa nha các bạn, là sẽ đưa để nhà bác chủ vườn xoài để tặng cho bác. Vì hôm qua là bác cùng ở đây có mua đấy các bạn, cho nên là bây giờ về mà cắt ra thì để cho người dân xem là không hay rồi. Anh em mình muốn để cả con này, thì tí nữa anh em mình lúc nào hấp lên thì anh em mình sẽ cắt đấy, cắt ra đây từ một khúc ra đấy là để cho bác chủ đất đưa về cho bác. Đấy vì hôm qua bác lại đi về anh em mình, bây giờ về đang mệt đang nghỉ ngơi uống thuốc đấy, nhưng để cho bác ở nhà. Hôm nay mình cũng có bảo bác ra đây, nhưng mà bác bảo không mệt bác đi. Hôm qua về đây em đi ra ngoài một nước ấy, bác lấy một cái ghế này đây là ngồi là cứ ngồi nhìn con cá nhìn anh là nhìn ở dưới biển đến đấy mới vẫn chưa đủ ấy. Chị này bây giờ cùng chị biết cái đấy phôi xe sao biết số kia ấy nào à nó xây đấy nó xây. Bây giờ mình mà mở ra chắc là ngạc nhiên lắm các bạn. Về à cô nào về nhá. Aki số này aki này aki này đây aki này về chị số nhớ chứ. Já nunca vi muito. Vê. Dois. Venham ver o peixe, uma coisa, já nunca vi muito. Ai, cara, ele ainda vem com o nhá, né, cabrão? Morou, hein? Quando a macá, né? Isso aqui. Hã? Isso aqui. Não sabe? Eu não sei. Você, isso aqui. Isso aqui. É aqui. Já nunca vi muito. Hã? Aí, quando. Nunca vi muito, meu Deus. É, ela mudeu, ué. Ui! Nunca vê, sim? Đấy, con cá đây các bạn này, 30 cân, cái này là anh em mình làm ở nhà đây các bạn này. Lòng này là anh em mình làm sạch ở nhà là được, đầy đủ tiền hơn này. Ở nhà là anh em mình sơ chế thôi. Nunca vi. Chỉ là gì vậy chứ, đừng con tưởng con lớn. Đừng ngạc cái này, chứ việc biết hiểu cái chuyện gì xảy ra các bạn. Esse é ovo dentro. Isso aqui. Tripa. Isso tudo. Tudo. Saiu aqui. Esse 30 quilos. Isso é muito. É? Nunca vimos mesmo, nunca vimos. Đúng rồi, không bao giờ nhìn thấy được rồi. Isso saiu aqui. Sim. Nunca vimos. Hoje vou cozinhar tudo aqui para comer. Yeah. É para comer. Nunca vimos já. Aí, bây giờ để anh em mình sẽ là gọi bác trưởng bản cùng mọi người xuống đấy, một số người làm ở gần gần đấy các bạn. Thì một số người làm bên kia cùng xa, thế nên để cho các bác xuống đây để xem. Dạ. Agora você já vê, já? Sim. Để sair vou chamar do sul para ver aí này. Sim. Aí, bây giờ anh em mình sẽ là che đây. Nunca vi. Nunca. Đấy, chơi lớn luôn các bạn. Nói một con cá mú trị giá 30 cân siêu to siêu khổng lồ. Là ngày hôm nay anh em mình sẽ làm cái món gì anh à? Hả? Hôm nay là sẽ làm cái món gì? Nói chung là ta thì cũng là dư ta hấp đi. Hấp đi. Hấp cho nó nhanh gọn lẹ. Hấp gừng tỏi, hành, các thứ gọi là anh em mình ướp gia vị là hấp. Chứ tí là chấm muối chấm này các bạn. Như bây giờ dưa không có. Đấy cho nên là anh em mình sẽ hấp lên. Ok các bạn, bây giờ là bạc trưởng bản của mọi người đang ở đây này. Bây giờ để cho mọi người có cái bất ngờ. À con ạ. Você pensa como quando ele về? Ô, sao mà? Hay vậy, dừng bị bắt. Có vẻ, tôi đúng anh. Muito obrigado. Tá com aí, Nuka? Yeah, vou ver anh đã aqui.
nha. Ok, alo cha ka bandi. Ok, soba do visasa. Si. Eu soba da visasa. Si. Ok. Outro soba tá onde? Outro soba fora no óbito. Aí, tem óbito? Si. Ok. Yeah. Já vamos vai aqui aí, vem do atrás. Vai soba fica aqui. Tá bem. Giờ là mình chứ nói gì mà. Ồ, thế mày tập lại đừng có gió thành này cái. Thế là ya. Esse hoje tá acompanhando bobo esse chão trabalho? Sim, tô acompanhando esse povo para trabalhar, para tirar o capim aí no escove. Ok, ok. Agora tudo milho já tá crescendo bem, né? O milho já tá crescendo mesmo bem. Ok. Aí yeah. Hoàng thì ngày hôm nay là ba bạc đường bản có là trong bản là có người mất nên là có đám tang cho nên là không ra đây được thì một bạc chỉ một mình bản trưởng bản làng vi xa xa là cùng người dân đây đứng chia nhóm. SK outro hoje são outro de grupo, né? Sim. Okay. Esse é outro grupo. Ok. Tá yeah. O outro grupo ontem já acabaram. Ah. Agora hoje iniciou mais esse grupo. Ok, sim, sim, tá bem. Yeah. Esse tem que dividir para trabalhar bem. Sim. Outro ano tem que vai fazer bem outra coisa. Tá bem. Hoje eu chego aqui para quero cozinhar para tudo esse uma coisa. Aí é? Sim, comida. Tá a comida? Sim. Calimo. Você pensa hoje eu vou cozinhar aqui? Aqui? Isso que é aí? Agora não sei. Se tem que aí. Sabe isso que é aí? Não, sim. Ninguém sabia aqui, né? Ninguém sabe. Giờ mình, theo như mình nghĩ, bây giờ mình mà mở cái đèn ra đây các bạn không biết. Chắc là không biết cái chuyện gì xảy ra. Vì ở đây thực tế là người dân bản là thường như hồi nãy mình đã nói, toàn người ta chỉ ăn cá khô các bạn, mà chỉ có đối nhà có điều kiện mới có cá khô để ăn thôi, chứ không phải là nhà nào cũng có đâu. Dạ, hoje eu vou cozinhar uma base fresco. Muito obrigado. Para bobo comer, já? Cuia! Já veio! Já veio, já veio, já veio, vai sim, já? Sim! Dois! Chắc đáng lẽ là mình sẽ không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra các bạn. Về về về. Um, dois, três. Chefe, Dani, pode achar esse PC. Eu nunca comi esse PC. Nunca vi até ganhar minha vida. Desde que eu pequeno, nunca vi mesmo esse peixe. Ele! Bande, bande! Batei! Pega no cabeça, velho! Olha essa boca! Eu nunca vi! Esse peixe se come! Chefe! Pega aí, né, peraí! Chefe! Vai, 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 bây giờ ăn được sạch được ấy. Ê gì 30 kg. 30 kg? Sí. Hả? Pesa 30 kg. Vê lá. Nunca vi mesmo esse peixe. Olha só. Isso é peso ou peixe mesmo? Esse mexeu a mesmo. Isso é peso. Que surpresa. Por cara, então vai tanto levar aí, tá ganhando. Isso aí, tá ganhando. Vê, né? Isso tá pesado! Já, mete isso aí! Esse 30 quilos! Não, é verdade mesmo, isso pesa! A sopa, sopa já uma vez vê esse peixe? Esse peixe já nunca vi, até nunca provei! Ah, é? Esse peixe, nada, deu pequeno, nunca vi mesmo, nunca provei! Bác bảo là từ khi sinh ra đến bây giờ là mình nhìn con cá tươi lớn và to như thế này. Để đúng không các bạn? Đúng như mình là dự đoán mà. Yes, thì có thể mình mua lên đây để cho mọi người thưởng thức. Đây cùng tôi người dân. Thì tí nữa anh em mình sẽ cắt một khúc ra để đưa cho bác chủ vân xoài nha các bạn. Bước lên bắt đầu. Chú vậy. Vai. Não sei. Olha só. Mas você anda. Anda com essa isso. Como? Fala aí, não. É porco, é uma boi. Esse é boi mesmo, esse cara. Ah, mas coche aí, daí lá, bảo daí, giống như con boi, con lợn, não phải con cá. Tipo, é boi mesmo. Tem orelha. É boi mesmo esse aí. Tipo boi. É boi mesmo. É cabrito ou você é cabrito? Esse nome é, nome esse é garopa. É garopa. Garopa. Obrigado, minha Deus. Agora, calma já. Agora, eu vou perguntar. Esse mãe. Você nunca vê esse peixe?
Não lhe conhece mesmo esse aí, peixe. Não conhece mesmo já? Não lhe conhece mesmo. Mãe, você já nunca... Já vê esse peixinho? Obvio, mãe, anda. Niva, que tindi. Nunca vê esse peixinho. Mãe, você já... Já uma vez vê esse peixinho? Nunca, pra mim, não tinha um bichinho, não era haluca. É chinchinhama. Esse é o comrado fora do Namibi. Do Namibia? Sim. Do Namibi? Sim, sim. Do quando ele apanhado do praia? Compra esse 60 mil. É muito? É muito. 60 mil. Dinheiro mesmo, acabou mesmo, tudo mesmo, isso aí. 60 mil se compra boi. Agora se compra peixe. Não, bom, já tinha uma vez, mas bom, lá, de quem aí, de um bom bom. Thế này, chỗ này thì không đủ mua con bò đâu anh. Ê, bò đi mới xảy. Chẳng bằng bò, nó giả tì, ồ, con cãi bằng con bò đấy. Dạ. Mất đi đi. Vamos fugir. Vê, nunca vê? Vamos ver bem. Vê bem, nunca vê, tem que ver bem. Vamos ver bem. Olha, isso é que? Isso. Isso é orelha? Orelha é que? É titino, mãe. É. É titino, mãe. É titino, mãe. É. Foi? Tem dente de pessoa. Tem dente de pessoa? Ainda vamos ver. Vem, vem, dente aí. Ainda vamos ver. Dente aí. Olha, olha. Isso se come mesmo isso. Kể cả mình cũng đang còn thi thoảng mình nhìn thấy con cá đấy các bạn. Khi anh em mình đi siêu thị con đấy, người dân con biết sâu à? Vì mình là biết được tưởng mà. Thấy bây giờ là anh em mình sẽ chế biến là hấp, không có dứa, có dứa thì không nói làm gì đâu các bạn. Giờ thì hấp gừng hay tỏi, đây là xì dầu, hấp xì dầu, đây bỏ vào, để cho người dân tí chấm muối ăn về bột ngô nha các bạn. Dạ. Agora nós vamos cozinhar esse para tudo esse óleo e comer esse peixe acabar. Agora fora trabalha, quando pronto entra a comer. Amani vitinami, amani vitinami, ayo. Cuia, sao bà? Cuia. Sú cuia mesmo bem. Ok các bạn, hiện tại anh em mình đã hoàn thành cái nồi cá hấp rồi. Nhìn rất ngon này. Đây là đầu này. Đó là cái mổ nguyên cái đầu các bạn. Này, trời. Mổ nguyên cái đầu này, đây là con trứng cá các bạn này. Úi giời ơi. Đỉnh luôn nhờ. Đấy, đây là phần thân nha các bạn. Là anh em mình đã cắt một khúc đây này rồi. Cắt một khúc đây này đưa cho bác chủ đất, chủ vân xoay nha các bạn. Đấy, để riêng cho bác ấy một khúc là khi chưa nấu đấy. Vô mổ cuia. Cuia. Dạ bê bê. Lần đầu tiên này các bạn. Dạ bê cái đúng bê bê luôn. Ok các bạn, thì bây giờ hiện tại là anh em mình đã hấp xong một con cá mú. Đấy, cá mú vàng 30 kg. Đây, rất là ngon anh Thạch. Đây là trứng nhé. Trứng này, đây là trứng nha các bạn. Xong bà cuia nào? Cuia. Não, isso cuia mesmo. Esse peixe cuia bem. Bây giờ đây là cuia ainda bem. Này chứ các bạn, này chứ là mọi người tất cả là đều là ngồi bàn tán lẫn nhau. Chứ lúc nào ăn con cá to lớn như thế này các bạn như thế này. Đây là mỗi cái đầu này. Đây là cái đầu này, còn đây là cái thân này. Đấy, bây giờ anh Thạch sẽ cắt ra và... Dạ, sao bà? Agora tulu de bovo aqui. Thì đã fila já? Tá bem. Đã đủ fila para sopa? Tá bem. Depois vou meter o carne já? Esse aqui đã đủ dani já? Tá bem. Thì bây giờ là anh em anh cũng xin phép ngồi như này nha các bạn. Vì là cũng ở trong này cũng ấy. Người thì đông. Và bây giờ là em dani sẽ vận chuyển những cái bát kia này đã lên nước mắm các bạn. Trong này anh em mình ướp cùng ăn thôi. Còn đây nước mắm anh em mình phá đây. Mắm chanh tỏi. Esse peixe nunca vi, até nunca provei. Agora hoje, não, vamos iniciar de provar esse peixe. Em cuia thịt đâu bạn ơi? Se cuia ou não? Cuia ou não, né? Não, se até cuia ou não. Do até quando criança nasceu até agora, né? Não, eu quando mesmo a minha mãe me nasceu, até nunca provei esse peixe. Hoje, não. Vamos. Ok, tá bom. Agora dá ali pra tu já. Thì bây giờ để chia cho mọi người nha các bạn, chia cho mọi người đã. Đây là trong đó là anh em mình để sẻ cho. Dạ. Đấy. Ui giời. Công bò liền đấy. Ui giời các bạn này, thịt này. Thịt các bạn như thích à đây đây, đó rồi, rồi. Đấy, có thêm tí. À, con cá này là sắp bé ra nhá, ra cho anh là cao mà. Cao đá. Trong này là còn nửa cá chua đấy nhưng mà
mọi người cũng làm được cá chua thôi. Nó sẽ tưới lên như này. Giờ chậm thì mọi người không dùng đũa đấy các bạn, cho nên là rất là khó chậm. Dạ, tao không? Dạ, xin xin. Ui giời, mà chỉ hết cái này thì. Dạ, xong qua đã xong. Ra ra bị trendy, trendy, trendy. Ui giời ơi. Cá siêu to, siêu khổng lồ các bạn. Ở trong này là người ta cũng làm được sốt cá chua ở bỏ dưới bút ngố đấy các bạn. Bây giờ là sẽ là anh em mình sẽ chia thịt cá ra thôi. Thôi anh gặp bên kia đi, để em gặp bên này cho. Có ai mà phạt tí nước mắm thì đẹp ơi. Ui giời các bạn ơi. Nhìn cái bên thịt này. Bây gì? Ô lê. Cúi á. Còn chắc là mình nhìn con phải nuốt nuốt nước miếng đấy các bạn. Chứ đừng có nói là. Đã ổn rồi. Để sao sao. Dạ bây. Esta va a ir longa. A ver. Uy, ya. No. Cái này mà một cái đầu này mà có dứa mà hấp thì đúng đẳng cấp luôn anh ấy. Có mệt trên không? Đấy lần. Lần đầu tiên đấy các bạn. Có mệt trên không? Anh lại một cái gì đây nhỉ? Hai người chia, một người chia lâu á. Suy giờ. Đậm đà hướng đúng là đậm hướng vị Việt Nam các bạn. Cá hấp xì dầu. Đấy, cá hấp xì dầu cho các bạn. Ok. Thôi. Thịt dái mà, cá này thịt dái mà. Cá này ở Việt Nam ấy, không phải rẻ đâu các bạn. Nó cũng còn tươi đấy chứ. À? Spreadu, right? Spreadu. Yeah, mai. Chụp đây nào. Ui, cá cực kỳ dái và thịt không bảy luôn. Đấy. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy chưa? Thịt cá này. Cực kỳ dài luôn, ở dưới đây còn được sốt cá chua này. Cá dài thử đỉnh luôn. Đấy, lần đầu tiên ông đời đấy. Lần đầu tiên ông đời để xem tí xem cái cảm nhận của người dân là ăn cái cá mủ này như thế nào nhé các bạn. Cái đầu này này, rúi rời. Mọi người nhìn này. Ô ra. Thôi các bạn này. Đây. Khúc cá này. Cá thịt dái ăn cực kỳ đỉnh luôn đấy. Ui giời. Cá này mặn với bột ngô còn được cá chúa giữa thì nào làm gì nè các bạn. Ui giời ơi. Ok. Đã Trendy. Anh mỏng đây không? Có một thịt. Phải chia này chứ. Người dân không chậm được đấy các bạn. Không có tươi dầu gì đâu mà. Ta kì. Wow. Cái thịt ra rơi ra đấy. Wow, các bạn nhìn cái đầu đi. Nhìn cái đầu cá này. Đấy, em cao ra men lại nhìn cái cần cảnh này. Olia kì. Nhìn cái đầu cá này. Có đây. Ướp là có hành thiệt đầy đủ các bạn. Rất là đầy đủ luôn. Đấy, một người như thế đấy. Trăm đô la rồi. Ồ, nó là bên này. Cổ lý nó mới nó cũng bạc. Tụi bác cùng nó. Tụi bác cùng nó mới nhìn nó. Cúi à? Cúi à? Ý giời, lần đầu tiên trong những cái lần đầu tiên các bạn. Đấy, cả này là không phải là ai cũng được ăn ở đâu. Kể cả người thành phố cũng rất ít người ăn cái cả này các bạn. Cả này là siêu to, siêu khổng lồ đấy. Úi giời. Anh em đưa, mang lông cổ. Cẩn thận anh ấy không rớt đi. Các bạn một tô anh ơi, cứ chê. Đấy, giờ rưới được nước mắm lên. Mấy trống cá là cũng đạp ướp mặn đó nhá các bạn. Ướp mặn thôi. Đấy, một tí nước mắm nữa. Ok. Chẳng đảm mà nó được đi. Nhà đá xuôi xí. Lấy bát xuống. Đấy, những người nào mà có miếng ai cũng đông đều nhau nhá các bạn. Thì nhiều mà bá mấy cân chứ mà cũng phải là bẻ đâu. Giời ơi. Còn những cái thử cá này. Không hề ải đốn, không hề thử theo dây dây này. Nhìn con anh này. Thôi các bạn này nhìn. Thử cá này. Trắng tính luôn. Trắng như dây em bẻ luôn. Kết cả tuyệt vời. Ok. Lần đầu tiên cũng là đúng là gần 2 năm rồi các bạn, gần 2 năm cũng là đăng tải những cái video cùng nấu ăn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh em mình mới là làm cái
con cá mà lớn nhất à, cá ba cái loại chuối uya nào thôi nhìn mình tở cái này này ui giời ui này uya một lời về về ui giời ơi đỉnh của đỉnh nhé các bạn. Lần đầu tiên trong đời luôn là anh em mình mới nấu ăn là cái món con cá, là con cá mú vàng là siêu to siêu khổng lồ như này luôn. Ừ. Giời. Ăn một lần như này là nhớ suốt đời thật chứ đừng có đùa. Đấy, cá trắng như bột ngô luôn, nhìn giống nhau các bạn này, nhìn là nhìn rất là giống nhau luôn. Ok các bạn, thì sau đó thôi anh em mình đã chia phần tất cả cho mọi người đầy đủ rồi, ai ai cũng có cả rồi. Đấy thì hiện tại là anh em mình sẽ mời mọi người dùng bữa, đây là bữa ăn lớn nhất từ trước tới nay. Đấy, từ trước tới nay không phải ở mỗi bản làng này đâu các bạn, tất cả bản làng. Đấy, lần đầu tiên anh em mình sử dụng con cá 30kg. Đấy là anh em mình cũng đã có cắt một khúc đấy các bạn, cắt một khúc là trừ lại cho bác chủ vườn xoài rồi. Tí nữa anh em mình về anh em mình sẽ đưa qua cho bác để bác nấu ăn buổi tối nha các bạn. Đấy thì ngày hôm nay là để mọi người cùng thưởng thức cái món cá mú siêu to siêu khổng lồ này. Ôi thì cô mấy ông bay xì bánh gran được đấy. Sì. À tiếp mua đây kì, tiếp mua đây kì. À gran được tiếp mua đây kì. À tiếp mua bò được cô đấy. Tiếp mua bò. À cô đang phát là mời các bạn ăn. Mời các bạn. Dạ cô mẹ cô mẹ. Sao bà có bây giờ cuya đấy. Nào cuya. Hơi bà có cái mảnh miếng trứng như vậy, miếng bánh trứng luôn rồi. Não, esse é peixe. Não, fui a mesmo bem. Esse é peixe. Não, nunca vou deixar esse peixe. Esse tudo vai ser cru. Oh! Tá bonito. Não, esse peixe nunca vai mais vou deixar esse peixe. Cuia bem. Ai, ai, como me encaixa. Ai, sei, ai. Nada. Lần đầu tiên trong cuộc đời đấy các bạn, lần đầu tiên trong cuộc đời. Quý á, quý á, quý á, quý á, quý á, quý á. Đấy, xài. Mày, SE ô vù, SE xong để ô vù. Ô vù, ô vù, ô vù để bây xìa cái đù lù vang của ế quan về đây áp đi bây xìa chứ nế. Ô vụ bên đây uống 1 kg xin của mình liền. Xin, ô vụ muốn tôi cuya. Còn cá đây. Dạ. Mình thích ăn cái giá, giá cá rất là ngon luôn. Bên xe cuya mới muốn bên. Giòn, giá. Se peixe nunca provi. Agora não. Bel. Agora você vai tem muito banha. Tem muito banha. Não tem mesmo banha. Vai bagar com cái khúc trứng ngon. Nhiều khúc bánh trứng luôn. Se peixe mesmo. Tá mais eu có tá đến tu barinho com muito banha. Não, vi mesmo. Ê, thấy cái giá này cực kỳ ngon luôn, giá. Giá, giá, giá nha các bạn. Giá, giòn. Mình thích ăn cái giá thôi. Giá ngon nhé. Não, quem não veio, não. Sim, bro, mano. Cuidado, não. Perdeu a direção. Agora esse peixe tá cuidado mesmo bem. Cuidado mesmo. Uma vez 60 mil. Não, mas tem esse grande já. Cuida esse já. Não, nunca provamos mesmo. Esse peixe por acaso. Esse peixe cuia mesmo bem. Não. Ai, ai, là cũng luôn miệng là khen là ngon, ngon các bạn biết đúng rồi. Thật ngon mà từ khi bạc đường bản con bảo là khí rất nhỏ giờ giờ mới ăn rồi. Đây bạn này. Cả đây. Esse tá vendo, hein? Tá vendo? Esse carne, esse base não fica demolido. Ele fica duro. Tá bem. Esse 1 quilo, esse parece agora vende 4 mil. Tá bem. 1 quilo. Agora vou prova, prova para ver, já? Mãe. Aí, mọi người lần đầu được ăn cá tươi còn này. Người có một khúc cá kìa, dễ ấy. Một ngô. Chá bê ba. Chá bê ba. Não, chá cuyá mesmo bem. Peixe não por acaso. Đói bụng. Đói bụng mà gặp cả mù. Đói bụng hóa bắt đấy. Ngon quá các bạn. Quá ngon luôn. Nào. Cái này mới có gì dứa ở đây. Tốm sau anh em mình sẽ mồi dứa. Dứa nó đi. Não, quando acabamos, vamos meter mais. Não, esse peixe está cuidado bem. Não.
Ai ai cũng bảo lần đầu tiên là đúng, lần đầu tiên thật đấy các bạn. Nào cuối à? Nào cái CPC mesmo. Tá bom. Não. Cuia muito. Por acaso cuia mesmo bem. Aí, các bạn, từng ngon anh. Từng ngon. Từng ngon. Anh ăn. Từng mềm. Cuia. Cuia. Chào em ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của người dân tại bản này, bạn thưởng thức cái món cá mú siêu to, siêu khổng lồ. Bây giờ bánh gran được đấy mày. Tá bom, come, tudo por hoje ainda acabou. Assim acabou, depois vai conseguir mais. Ôm đâu. Đúng rồi các bạn. Ở bên này chủ yếu có các khối này bằng hai ngón tay ấy là gọi là buổi tối như vậy là cũng gọi là có điều kiện đấy các bạn. Đấy. Sabe dónde? Amanhã traz mais. Amanhã traz mais. Amanhã. Amanhã. Mọi người cứ bảo nghe máy đưa điện tiếng còn. Esse não parece muito. Esse uma coisa importante. Ele não parece à toa. Só do baralho. Do baralho? Lá no tem mais? Não. Não. Eu estou mandando ali, local. Você dá dinheiro, eu vou comprar. Eu tenho ali, local. Não, 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 você. Está cuidando muito. Cuida muito, vai. Vete chocolate. Cuida, né? Cuida. Come, já? Cuida, come. Já andei assim, grupo. Para repetir mais, esse peixe está a cuidar bem. Não, esse peixe não. Por acaso. Esse amanhã vou cozinhar mais. Amanhã sim, amanhã traço. Amanhã? Não, amanhã. A minha não é um menino, não corre nem toca agora. Não, você vê, Tony. Amanhã, não. Por favor, muito não. Esse é grande, mãe. Isso para esse eu quando vai visitar, eu trazer. Esse não parece à toa para compra. Tá bem. Aqui sou melhor comer, mas isso é caro. Tá bem. Hoje é cuia ou não? Cuia! Já beba! Ok, bạn, thì bây giờ tất cả mọi người đã ăn uống xong chua rồi. Đấy là lần đầu tiên trong cái cuộc đời của họ là được thưởng thức cùng anh em mình là cái món cá mú 30 kg siêu to, siêu khổng lồ được hấp xì dầu tại chỗ nóng trài các bạn. Ai ai đều ăn là cũng gọi là giờ bây giờ không thể nói nên lời được các bạn. Chắc là phải về là kể cho con về cả tuần luôn. Đấy. Sopa, hoje comi da como assim? Não, hoje comemos bem o peixe que trouxe o chefe Tony, o chefe Fico. Não, agradecemos muito. Eu, desde que eu pequeno, nunca comi até esse peixe. Agradecemos muito o chefe Fico e o chefe Tony. Muito obrigado. Yeah. Cuia! Depois quero eu trazer mais para cozinhar ou não? Sim! Quero ou não? Quero! depois trazer, quando quer couve pronto, eu cozinho com couve. Tá bem. Quando couve pronto, vai fazer de tipo de lombi? Vai fazer com bê xì và cô mẹ với anh nhá. Okay. Đấy, ok, các bạn thì ở đấy là rau cùng rau cải muối dưa cũng là tốt rồi. Thì anh em mình sẽ ít hôm nữa để cho ra tí, anh em mình sẽ muối dưa. Và hôm sau sẽ mua thêm bị cá lên là ôm dưa lên nấu canh dưa các thứ để cho mọi người ở tại đóng trại đấy biết đến. Nhưng vì thực tế ở đấy bốn bản làng là ở hột tất cả đều là cái gì cũng là lần đầu tiên các bạn. Đối với họ ấy, cái gì cũng là lần đầu tiên hết. Cho nên là hôm nay thì cái món cá này siêu to, siêu khổng lồ thì không thể nói hết được rồi. À cô là vui với cùng ta nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ hỏi, cứ ăn xong là mình sẽ hỏi thêm một vài người dân. Dạ vậy. Esse hoje comida do Vietnam người ta hoje como assim? Bây giờ como assim? Twalio kulia kumwe nitwe kumwe nyo ndia yohono twahaluka twategeta nitwa lilio mbishiri ngango chingulu huku yonkenda tate kuluka nena nyo ndia mbuhwe twetelewa yokulia kwa pepa ngoku Chefe Tony. Agora mai, kuya ou não? Tá kuya. Vale o nome bicho eu com a Pepa na nuca e ele ia dar o chefe Tony na chefe Chico. O nome foi na cara e a Pepa me pirava com a mãe de Magarela.
Thì hôm qua là anh em mình đưa bác chủ đất, chủ vườn xoài đi khám, là cũng mua một con cá là 30 kg. Lần đầu tiên anh em mình cũng mua được cái đấy các bạn. Thì là để cho công người dân tài nó chia sẻ đấy những cái niềm vui tới người dân tài nông trại để càng ngày càng phát triển mạnh hơn và mọi người cũng biết đến những cái món ăn của Việt Nam đấy các bạn. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Phật Lộc Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ và làm miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Ghi nhảy ok. Đa chia cùng.